Cái này bầy heo của anh nè anh. Bầy này thì có một con nhỏ thì chắc để lại đó, chỉ có con này nhỏ thôi, còn mấy con kia thì nó đều với nhau hết trơn à. Còn bầy bên đây thì không có. Bầy này 13 con, ta bắt 7 con, còn lại 6 con nè. Bầy này có một con nhỏ. Có một con nhỏ đó thì nó nhỏ nhất trong bầy thôi, là con gửi đó. Mà bỏ qua đây là nó không bú sữa mẹ nó chỉ ăn cám sữa, uống nước sữa ngoài sống thôi đó. Chứ nó không bú luôn, bỏ qua từ ngày bỏ qua nó không bú luôn á. Ở đây là mình quay bầy heo cho các bạn xem, khách chuẩn bị bắt những bầy này nè các bạn. Đây là có khách đặt hết rồi nha. Hôm nay thì khách đến bắt thì sẵn thì mình làm một cái clip mình bán heo con, thì mình quay cho các bạn xem để các bạn tham khảo luôn. Thì giá heo con hiện tại khách đặt của mình là 8kg là 1,1 triệu, cứ tăng lên 1kg là 50.000 các bạn. Còn mà nếu mà số ký lẻ mà 8,5kg thì mình chỉ tính 8kg thôi, hoặc là 10,5kg mình chỉ tính 10kg thôi. Các bạn cứ yên tâm về vấn đề mua heo của mình. Cái vấn đề mà số ký lẻ là mình sẽ bỏ hết, mình sẽ không tính tiền đâu các bạn. Các bạn cứ yên tâm về vấn đề mua heo mình nha. Heo của mình cũng làm đầy đủ vaccine hết, các bạn cứ yên tâm mà mua, về nuôi lớn lên là bán thôi. Quan trọng là phụ thuộc vào giá cả thị trường mà các bạn lời thôi các bạn. Các bạn thấy kênh của mình hay thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. Đây là heo con của mình chuẩn bị về gần Cà Mau nha các bạn, Bạc Liêu mà giáp Cà Mau nha. Đây là chú Mạnh chở xe đi xuống cho khách nè. Đây là khách thuê xe ôm chở luôn nha các bạn. Khách bắt 4 con. 4 con này thì 8,5kg, 9kg, 10kg, 11kg. Mà 8,5kg là làm tròn 8kg nha. 4 con này có trị giá là 4,7 triệu các bạn. Bên đây một con nè, đây là 8,5kg nè. Rồi ngày mai nữa thì có khách ở Nam Căn lên bắt nữa nha các bạn. Ngày mai nữa thì mình quay cho các bạn xem thêm. Khách ở Nam Căn bắt cái để làm nái gây giống nha. Buổi sáng nay thì mình đang chuẩn bị xe và sọt, mình bỏ heo vô mình đi giao cho khách nha các bạn. Bây giờ mình sẽ buộc sọt lên và mình bắt heo để đi giao cho khách nha. Khách ở Cà Mau lên bắt mình giao ra ở quốc lộ để cho khách tiện vận chuyển nha. Heo mình chở ra mình cho lên xe rồi nè các bạn. Ở đây là 3 con khách làm hậu bị nha. Để một tí nữa thì mình giao cho khách thì mình quay ra cho các bạn xem. Thầy cô từ Nam Căn chạy lên đúng không? Giờ ông chạy thẳng lên chỗ quốc phòng rồi. Dạ. Thì gần đâu nó điện như mày. Rồi đây là heo của mình giao cho khách nè các bạn. Nhiều ký vậy? Con này 8,5, con này 8 kg, con này 7,5 là mình làm tròn nha các bạn. Các bạn cứ mua heo bên mình thì các bạn cứ yên tâm về vấn đề về số ký dư nha. Mình làm tròn về mình thôi, mình không có làm tròn lên đâu, các bạn cứ yên tâm. Đây bản số Cà Mau luôn nè. Cô chú từ Nam Căn Cà Mau chạy lên mình. Chắc khoảng 150 cây á các bạn. Xa lắm. Rồi bây giờ mình giao heo cho cô chú rồi cho cô chú về sớm nha. Bên đây mấy bầy nữa nè. Trên lưng mình có đánh dấu số ký hết các bạn. Đó. Như 8,5kg là mình chỉ tính 8kg thôi nha. Đó, con nhỏ đó là 6kg. Mấy con này 8kg. Còn bầy bên đây nhỏ nhất là 7kg, cao là 11kg. Mấy bầy này thì sáng mai mình giao cho khách nha. Sáng mai thì mình sẽ quay cho các bạn xem mình bắt heo mình giao cho khách. Khách ở cầu số 2 là cách mình gần 30 cây các bạn. Heo của mình là có khách đặt sẵn hết rồi. Mấy bầy bên đây là cũng có luôn rồi. Bầy bên đây khách bắt vài con cái thì còn lại 5-6 con thì mình để nuôi nha. Đây sáng nay mình sức heo con nè các bạn. Khách của mình chạy xe lôi tới rồi nha. Chào nha, chào mọi người. Sáng đi mấy giờ tới đây sớm với anh? Sáng 6 giờ đi, tới đây 7 giờ 20. Dạ, anh ở đâu nói cho các bạn nghe luôn anh. Ở ấp 14, xã Vĩnh B, huyện Hòa Bình, tỉnh dạ. Bạc Liêu. Vậy là cách đây là gần 30 cây á các bạn. Hơn 30 cây á. Nè, anh chạy xe lôi đây là xe nhà luôn các bạn, không phải xe thuê đâu, xe nhà mới an toàn nha. Anh chiên hàng xe này để đi giao gụ với bắt heo con để về nuôi. Heo con. Này bản số Hòa Bình là 94G nè. Đúng ngày hôm nay nữa là cách đây 3 tháng trước đúng cũng ngày này mình bắt một bầy heo. Nuôi đến đây đã 3 tháng mà đã vô tạ.
Nói chung là heo rất là chất lượng, uy tín, mau lớn. Dạ, cảm ơn anh đã tin tưởng của em nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình xịt sát trùng xe này và mình cho lại gần chuồng mình bắt luôn nha các bạn. Ở đây là hai bầy heo của mình chuẩn bị sức nè các bạn. Bây giờ khách đã đem xe lại rồi, bây giờ mình sẽ bắt hai cái đàn heo này lên xe nha. Đây số ký mình ghi trên lưng hết nè các bạn. Các bạn cứ yên tâm về vấn đề này nha. Đó. Những mà số ký mà lẻ như 8 rưỡi rồi mình chỉ tính 8 thôi, các bạn cứ yên tâm vấn đề đó đi. Đây là bên đàn heo bên đây thì nó hơi nhỏ. Giống tốt là ok à. Đến từ huyện Hòa Bình nha, cách mình khoảng 30 đến 35 cây. Hôm nay anh bắt 25 con heo con nha. Đó, các bạn nhìn heo của mình nè. Rất đẹp luôn nha các bạn. Heo này còn đẹp hơn mình nữa đó. Rồi bây giờ chạy xe máy vô rồi để xe này rồi trở về các bạn. Đường cũng xa lắm các bạn. Anh Bằng tính bắt thôi buổi trưa lúc 1 giờ, mình nói 1 giờ nắng lắm, thôi đi buổi sáng đi cho nó khỏe heo. Tại đường xa, do chạy mình các bạn còn nhỏ nên lộ của mình nó chưa có làm nữa, nó mới bắt đầu làm thôi. Sau này mình sẽ mở rộng quy mô chạy rồi mình mới mua xe mới giao cho các bạn được. Hiện tại bây giờ là mình chỉ bán khu vực gần mình, các tỉnh xung quanh gần mình, rồi các bạn đi đến tới nơi các bạn mua được á thì các bạn mua giúp mình. Tới các bạn đi tới nơi không được á thì các bạn kiếm cái nguồn heo nào mà gần các bạn á thì dễ vận chuyển, dễ mua thì các bạn mua đó trước đi. Sau này mình mở rộng lên, mình có xe thì mình sẽ giao đến cho các bạn. Nói chung ra nguồn heo thì không có thiếu, mà quan trọng là cái chất lượng con giống và chất lượng con giống tốt. Đấy, hiện tại bây giờ các bạn, tình hình dịch bệnh là rất phức tạp luôn. Dịch tả châu Phi nè, kết hợp với tai xanh nè. Rồi bây giờ còn thêm bệnh tiêu chảy cấp BD nữa các bạn. Nên bây giờ các bạn phải tìm cái nguồn gốc mà rõ ràng. Các bạn đừng mua heo trôi nổi. Heo trôi nổi là đa số 70% là heo dính bệnh hết nha các bạn. Rồi chào nha. Rồi bây giờ anh Bằng chuẩn bị về nha. Rồi anh không chạy xe ra rồi. Giờ anh lôi xe ra ngoài luôn. Xe này ảnh dùng để chở rượu và chở củi các bạn. Nhà ảnh nấu rượu, rồi ảnh chủ yếu là cho ăn hèm, cám thì chiếm 50% thôi. Chủ yếu là có cái nguồn phụ phẩm từ gia đình có sẵn rồi. Trong heo về cho ăn phối trộn hèm với cám công nghiệp. Nói chung ra nuôi 3 tháng là có thể đạt 90 đến 1 tạ một con.
Thảnh cho ăn hèm với cám nước đó các bạn là nhanh lớn lắm. Theo thịt các bạn thử đổ mà điện giải pha với nước đi, các bạn đổ nước thường đi, nó uống nước nhiều là nó nhanh lớn, nó bóng heo lắm. Tầm 30 kg mới đưa ra ngoài. Nuôi sang chuồng nó cũng nhanh lớn lắm á. Với phía sau chuồng ở bên trong nó hơi nóng. Dạ. Nó chuồng mới nè, nó thoáng mát dữ lắm. Tính gắn treo cái quạt mà mát đó, không có cần phải treo quạt. Lên YouTube luôn nha. Nổi tiếng luôn. Nhờ mua heo của Nguyện mà được lên YouTube. Anh có chia sẻ gì cách nuôi heo nhanh lớn không? Nói chung ra cái gì cũng vậy, tiền nào của nấy, là một là chất lượng con giống. Thứ hai đó, nguồn thức ăn của nó phải đảm bảo đầy đủ các dưỡng chất thì con heo sẽ mau lớn. Thế còn cho ăn mà dính không dám đầu tư thì dạ, con heo không thể nào mau lớn được. Dạ. Đàn heo mình bắt cách đây bữa nay nữa là đúng 3 tháng. Mà nói chung là bây giờ là nằm mấy tạ rồi. Có thể 10 ngày nữa là mình sức. Muốn sức lúc nào là sức đó. Rồi anh có chia sẻ gì mà cách heo con để nuôi mình nhanh lớn anh? Ví dụ như ăn thức ăn hoặc là mình có sang chuồng hay gì không? Lúc đầu thì nói chung ra heo con thì về mà cái mình cho ăn cái chế độ nó cũng đặc biệt hơn, tức là thức ăn phải đúng cái dưỡng chất và hàm lượng dinh dưỡng cho heo con. Cho ăn nước thì con heo nó sẽ ăn được nhiều hơn và nó sẽ mau lớn hơn. Dạ. Bây giờ hiện tại là chuồng mình là khả năng là nuôi được bao nhiêu con rồi anh? Nếu tính ra tổng số chuồng của mình thì nếu hết luôn rồi khoảng cỡ 50. Dạ. Nhưng mà bây giờ số lượng heo thì không có đủ để mà nuôi, cũng từ từ, cũng như là từ từ theo từng bước. Dạ. Giờ dịch bệnh thì cũng nhiều, mình cũng phải an toàn phòng dịch. Dạ. Nghe nói anh mới xây chuồng thêm là cái chuồng đó chứa được bao nhiêu con anh? Xây thêm 2 ô thì mỗi ô mình chứa 15 con. Dạ. 2 ô 30. Dạ. Rồi cảm ơn anh đã đến đây bắt heo, tin tưởng bắt heo của em. Rồi thì đây thì anh cũng chúc cho gia đình em sức khỏe, làm ăn heo đẻ đạt đầu con để anh có heo để anh bắt. Dạ dạ rồi. Cảm ơn anh. 25 con này thì tổng số tiền là 19.200.000 nha các bạn. Nhưng mà khách đặt trước cọc trước 10 triệu rồi, bây giờ là chỉ còn 19.200.000 thôi. Ở đây là khách bắt heo của mình hôm nay nha. Heo của mình hiện tại giờ đã hết nha các bạn. Bây giờ mình đang chờ lứa mới để cho nó đẻ lại nha. À, con về bá ơi. Thôi con về em Nguyễn. Dạ. Bữa nay heo vàng đi bắt con heo hờn. Thôi. Heo vàng đó. Rồi bây giờ khách tiến hành chở heo về các bạn ơi. Rồi chào anh nha. Rồi bây giờ khách về tới nhà chắc khoảng 1.5 tiếng đó các bạn. Khách chạy từ từ, đường lộ của mình là đường lộ nhỏ nha. Bây giờ chuẩn bị làm rồi. Đây nè, đây là đường lộ của mình, là đường lộ nhựa hồi xưa nó hư hết rồi. Bây giờ tiến hành làm chắc khoảng cuối năm nay chắc mới xong các bạn. Làm lộ nhựa đan là 3.5 m nha. Ở đây là đường ống nước sạch là đi xong hết rồi nè. Đó. Cái đường mà mới làm xi măng này nè. Theo lưới này nè. Rồi heo của mình sáng nay khách bắt 25 con các bạn. Rồi mình chỉ còn khách đặt cọc 2 con cái nữa thôi. Khi mình giao 2 con cái nữa xong thì mình còn khoảng chừng 7 con, 8 con rồi đó các bạn. Là mình để lại mình nuôi thịt luôn nha. Chuồng mình bây giờ hết heo luôn rồi. Bây giờ mình chuẩn bị đợi heo đẻ đợt mới nha các bạn. Các bạn thấy kênh của mình hay á thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình trong thời gian qua. Mình chào các bạn nha.